Em Tony Tiến xin chào quý anh chị nhé. Đây cận cảnh bắt ong mật tự nhiên các bạn trên mái nhà nhé. Đây là hai anh em đang đốt hương cái bánh có bánh đây rồi. Cùng quý chị nhìn không biết là nhìn nó rõ không ạ? Em zoom lên nhé. Vì cận cảnh bên đứng bên kia không thể quay được ạ. Rất mong quý anh chị xem ủng hộ em nhé. Cách bắt ong mật và tìm chú các bạn nhé. Đó gọi rồi, bằng đang cầm lên. Hả? Đây cận cảnh này các bạn nhé, anh đang bắt ong này. Rớt đấy, nó bị nắng quá, mấy ngày vừa rồi nắng quá nó chảy mật. Rồi anh cứ làm dần nhé, tôi đứng đây tôi quay này. Đứng sau anh quay không được, đứng đây quay nhìn thấy bánh được rồi. Đây đang cắt bánh các bạn nhé. Giật cấp đó. Cái đi bắt êm tưởng rằng nghe cần chi phải ấy, anh nghe nói vừa viên quan vừa viên chú. Bắt được tháo ngói ra rộng ra bắt được, quan trọng là nhìn tí nữa mình cắt bánh xong là mình tìm chúa, xem con chúa ở đâu á. Quan trọng là nhìn con chúa gom nó dễ đó, cái bánh bật này các bạn này, đưa nó sâu sâu cho não luôn đấy, anh bằng được ghế luôn, giờ đứng đấy nhìn đi thôi đó, như quý chị thấy ấy. Giờ chúng ta bắt nên anh em nên có ít hương hoặc là ít thuốc nhé, thuốc hút ấy. Wow, đâu đời không bao giờ lên. Không nhưng mà có khói thì không sợ nữa thôi. Đấy, mật này. Mật đây các bạn nhé, mật tự nhiên đấy nhá. Anh vừa bắt anh để ý xem con chú đâu ạ. Mình sống với ong cho mình thấy đúng. Nó từng đi trầm vàng ăn ong mật tự nhiên trong rừng luôn. Đó bọn em sẽ mở rộng ra dần thì quý anh chị nhìn thấy rõ. Ổ này nghe ít quân anh chưa? Biến ra đây. Cái gì? À bọn đi bán này, mua không cái ngon viên ngói đấy chịu rồi, gần quá chịu rồi, không mở được. Giờ trong thế ngói này nó hơi bị khó cắt các bạn nhé. Hả? Ăn thử mật tự nhiên đi bác, ngon đấy. Mật đây mật tự nhiên đi. Ôi trời. Quân đông không anh chưa? Ít à? Đó mật kìa, mật chảy kìa các bạn mật. Thấy không? Mật chảy kìa. Còn mật cái bảy con mật. Cái mật nó mới không? Chảy xuống đó. Wow. Cái đó đợt viên lấy cái luôn đấy. Chính rồi, dính rồi, dính rồi. Đó này độ cái hương đâu rồi? Hương để đâu rồi mà không thấy khói. Mình nghĩ đủ mà chết chỗ mẹ. Chết mình chết. Họ rơi xuống một cái cầu dưới này chết này anh. Đâm đi, cái đống này đâm chỗ này. Đàn chúa, một cái cầu kìa. Đây thì quý anh chị thấy một cầu đó. Cái này tự nhiên nhé. Ừ, không có lắm rồi. Rớt nó lại hút lên, nó ăn lên mà. Nó lặng nó rút thôi. Ít thì anh Trường nhỉ? Hả? Ít quân. Hả? Ít quân. Không được nhiều quân. Không, nó vẫn nuôi được. Giờ gom vô thì gọi lại gom mua cái mũ á. Bỏ nó ong tự tạo, không thì xin chúa. Cái đó đơn giản mà. Ông à? Không đi mà biết cách thì không biết bách, phải tách đàn. Anh hiểu chưa? Chu kỳ tách đàn nó tách đàn. Cái này kỹ thuật mà. Cái đấy phải hỏi chuyên gia này. Chuyên gia Đặng Trường đây các bạn nhé. Đó như bắt ong đây không cần gọi là đội là mũ nón đội nón đây, không cần phải bịt mặt các bạn nhé. Ông được rồi. Chú chưa thấy nhỉ? Còn bánh nhá. Anh Bằng ơi. Anh Bằng. Đưa xô cái. Kéo kéo dây dao của nó. Không có mũ mũ. Mũ gì? Có chỗ lồng con chứ. Không thấy chưa là chưa thấy có để được nó đều để đó để nhưng mà không biết rơi mấy ngày rồi rơi cái bánh mấy ngày anh nói chục ngày mấy cái mũ nó mũ ông Đức ông Đức cái đó ông Đức đó ông Đức cái cục cũng ngon rồi lệ lệ
30. 30. Dính anh chưa? Hả? Dính rồi. Kéo màu. Lấy cái ô khúc này xuống bò này. Bắt cái ô khúc năm đó. À, có mật trong thì lấy. Có mật nấy. Không còn bánh nữa, còn một bánh nữa để cắt đó. Còn một bánh nữa để bắt, chủ yếu nhìn chúa. Tôi cắt đi được rồi, còn nhìn con chúa chứ. Đây cận cảnh mật ong các bạn nhá. Anh đã bị trích một đôi con rồi, không vấn đề gì cả. Anh chuyên gia trích mấy đôi con làm gì đâu. Sức đề kháng anh khỏe rồi, quen rồi. Tránh trích vào mắt thôi. Điên là tối nay đi giao lưu mà anh để cho mắt nó sưng thì bọn nó nhìn nó cười á. Cười ấy. Ông chết thì nhìn nó khó chịu lắm. Có giữ được không? Có giữ được không hay là rơi bánh đấy? Nước đó bằng nước. Đó, anh bỏ ra hết đi, tất cả có mấy cầu tự nhiên. Tay à? Sợ nó gãy ngói. Gãy ngói. Không, để đấy, không cần. Đang anh ngói ra chứ. Lấy ngói ra nhìn để nhìn xem tướng chỗ nào, chưa nhìn thấy tướng. Nuôi ngang qua về anh được không? Nuôi về bên anh chứ, nấc lên không vỡ vỡ ngói. Vỡ viên đấy là nguy hiểm. Lúc nó còn mắc bụng quá. Trời ơi. Thôi cái mẫu đi, lấy cái chiếc đồ khúc cái mẫu đi. Không cái mẫu đi, không còn tuần đó đấy. Thán vô lấy, tôi cũng còn. Nó ong đang bay, ổ này con ít các bạn nhé. Ổ này chắc được khoảng tầm 3 tô thôi. Thật cái này ra mà bắt được chú ạ, chứ không chú. Không cái này đi. Có cái gì đó không? Có búa cái gì, cứ cứng để gõ một viên ngói một tí thôi. Không cái mẫu này là hàng tuần đó. Không bị cái mẫu mà. Hả? Ngói đập ngói thì vậy bể. Cái búa đấy. Quay lá chim lên lắm đấy. Anh nghĩ rằng còn phải có một cái cây đỡ tới năm ngoái với lên năm rồi táo đỡ tới năm ngoái rồi hồi anh thấy đây đấy cái đồ cổ đấy. Anh thấy cả đồ này đấy. Năm ấy mùa hè đi mà đang chiều nôi rồi thấy đó. Nóng quá anh, mình cũng nóng nha. Hôm nọ tôi ngồi tôi uống hôm tôi uống một kêu loạn mà, anh loạn nói anh biết là anh cái chi lấy anh phục cái ngõ lại một nắng quá đúng rồi quay đi quay về vẫn khắp hết rồi một cái tổng kia bỏ lên này anh đi đâu bắt không nó vẫn về đây này cổ khác về đây này nắm rồi nếu hôm phục kia về trong vật phải phá trong đi lại trong về còn nghĩ còn nắm vẫn về không nó có điểm mây mồi là nó quen ông người mùi nó quen là nó làm tổ ấy thôi anh hiểu thế. Cầm đi đó, cầm đi sau tuột. Nó ngừng ở bên ngoài chưa? Nhìn xem cái quân các bạn thấy này. Giờ ngói mới nhìn thấy. Hả? Cái mất đi, tôi cắt cái mất đi. Nên cái nắp, nên cái nắp. Cho tay vào đây cái rốt. Tay tôi mắc công cái ngói đi. Nó phải tay hơn bẹn dính. Tuấn. Tuấn nó đi gần thế à? Đi tắt qua gần thế à? Mật đó. Ăn không? Ăn mật tự nhiên không? Đây những con chị này miếng bánh mật tự nhiên ạ. Đó. Cả một xu đấy ạ. Đây quân này em đang quay quân đấy nha. Say mật đó. Ăn mật là say mật đấy. Thì cho anh ăn một cốc là anh đọa nhìn vậy chứ một cốc hả? Một cốc bia đây như bạn này mật này
Đây là mật nha các bạn nhé. Đây đây. Ờ kia. Mật đấy, bánh mật đấy. Để hết rồi giờ thì quân đấy nhá, để gom quân đi các bạn nhé. Nhiều hơn. Nhiều hả? To, nóng tết hơn. To ly tiến sân đòn rút 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 rút, không phải phát trên face đâu. Và cái bánh rơi đây. Hey. Này, cái bánh rơi kìa. Cái to lên đó. Có mật, vẫn còn mật trong á. Vẫn còn mật trong đó, nhưng phải không nữa đó. Rơi cả 3 4 bánh luôn. Các bạn này rơi nó rơi nguyên bánh nhá. Mật con mà. Ờ rớt dưới. Rồi quy trình đã hết. Cắt đã hết rồi các bạn nhé. Giờ chuẩn bị em gom quân nhá. Hết chưa? Hết mật rồi đó. Rồi cuối video em Tony Tiến xin phép ở đây nhá. Dừng ở đây xin quý anh chị xem và hãy ủng hộ kênh Tony Tiến ạ. Em phải chụp vào cái mặt đây nhá. Dân nghiệp dư anh chuyên nghiệp được khác nhá. Sợ nó trích rồi ạ. Quý anh chị hãy tặng em Tony Tiến một like nhá. Và ai chưa bấm nút chuông, anh chị em bấm nút chuông để người đầu tiên nhận được video từ kênh của Tony Tiến Sơn Đòn nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.